khoảnh khắc giao thông khiến người xem không khỏi thót tim. Trong quá trình di chuyển, một tài xế xe ô tô có gắn camera hành trình đã kịp thời đánh lái gấp để tránh người đi xe máy ngã ngay trước mũi xe. Mời quý vị theo dõi. Theo đoạn clip camera hành trình ghi lại, người đi xe máy chở hàng cồng kềnh dướng vào nhau đường ngã ra đường. May mắn, tài xế chiếc ô tô đi ngay phía sau đã kịp thời đánh lái để tránh một vụ tai nạn nghiêm trọng. Đoạn clip cho thấy tầm quan trọng của việc tập trung và làm chủ tình huống khi lái xe trên đường. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc đánh lái nhanh cũng có thể khiến xe phía sau khó xử lý.